Và như vậy tinh thần rất tuyệt vời từ phía đội bóng Monaco cũng như Nam Ninh để chào quý vị khán giả trong trận đấu này. Bước vào vòng 5 của giải bóng đá năm nay thì chúng ta đang... Và như vậy bóng đá được bắt đầu. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi trên sân, chúng tôi tung đội hình với hai đội bóng như sau. Câu lạc bộ Nam Ninh ngày hôm nay vẫn trang phục áo đỏ quần đen tất đỏ. Các vị trí của họ đó là thủ môn, vai trò từ phía thủ môn số 1 đó là Kiên Sẹo, số 11 Vinh Hạnh, vị trí 31 Nguyễn Cảnh, số 2 Trần Linh, 68 Quang Tới, số 6 Đức Mạnh và cầu thủ số 9 đó là vị trí đội trưởng Bùi Minh. Đứng trước vào đây chưa là vị trí đội trưởng Bùi Minh. Sẽ là những tình huống chủ động để Bùi Minh có thể tạo ra sự đột biến trong khoảng thời gian này. Bùi Minh! Bóng đã chạm. Sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta đang kỳ vọng từ Bùi Minh cũng như cá nhân cầu thủ số 6 trên hàng công của đội bóng áo đỏ chính là Đức Mạnh. Khi đó thì Vinh Hạnh cũng là một cái tên mà chúng ta sẽ nhắc tới. Đó là quyết định cú sút ở bên cánh phải của Vinh Hạnh. Trận đấu vừa qua thì Vinh Hạnh cũng đã lập được siêu phẩm của anh. Và những tình huống bàn đập rất nhịp nhàng của các thủ bên đội bóng áo vàng. Nhữ Tân, cơ hội! Và đây là cơ hội cho các thủ bên đội bóng Monaco. Cú sút có thể nói là rất tốt cho tình huống vừa qua của Phan Thái. Đức Anh và xử lý bóng của Newton trong biên quá hay rồi, và đây là Phan Thái, cơ hội phải bàn thắng của Phan Thái, một pha xử lý có thể nói là đẳng cấp của Phan Thái vừa qua. Chúng ta nhìn hình ảnh quay chậm lại trong một pha di chuyển từ một tình huống trong biên ở bên cánh trái của Monaco, đường bóng quá khó cho thủ thành Kiên Sẹo. Vẫn là những gì mà chúng ta đang thấy được từ hình ảnh của Phan Thái trong mùa giải năm nay. Những động tác có thể nói là... Tại vòng năm này thì đấu pháp từ phía các đội bên đội bóng Monaco cũng đang chờ đợi từ phía tân huấn luyện viên trưởng mới, đó chính là ông huấn luyện viên trưởng Bình O. Và đây cũng là chiến thuật rất rõ ràng của huấn luyện viên trưởng Bình O từ phía Monaco. Vẫn còn, và bóng của xuống đêm, cô ơi, rất điểm, không thể ra ngoài. Một pha kim bóng tuyệt vời của cầu thủ Phan Thái, cú đúp của Phan Thái thưa quý vị các bạn. Đúng là quá khó cho thủ môn Tion của Nam Ninh, đó là Kiên Sẹo. Như vậy tỷ số là 2-0 cho các thủ Monaco. Phan Thái, một pha bóng rất nhanh nhạy của Dũng Nem và Phan Thái. Một pha xử lý có thể nói là điêu luyện với pha bóng tốt của Phan Thái trong một tình huống băng ra từ phía hàng trung vệ của đội bóng Nam Ninh. Đức Anh vẫn là phương án từ phía các thủ Dũng Nem. Và đây là cơ hội của Vinh Hạnh, dứt điểm. Một pha bóng không chính xác của Vinh Hạnh. Bóng ở bên cánh phải. Và lấy bóng tốt của Đức Crít. Dũng Đêm. Dũng Đêm, pha xử lý của Dũng Đêm. Pha bóng an toàn với pha chạm chân của Trần Linh. Như vậy một đã khép lại trên sân trận đấu giữa Monaco và đội bóng FC Nam Ninh. Và chúng ta thấy Monaco đang tạm dẫn trước với tỷ số là 2-0. Quốc ơi, không có tiếng Quốc ơi. Như vậy hiệp 2 đã bắt đầu. Một tinh thần tốt hơn.
Và nghiễm nhiên thì cục diện của họ sẽ trở lên cởi mở hơn bao giờ hết. Một pha giày chân và đương nhiên thì đó là một pha bóng chớp nhoáng tuyệt vời của Đức Chris. Không thể ra ngoài. Đúng như vậy. Từ một sai lầm ở hàng phòng ngự của đội bóng Nam Ninh thì Đức Chris đã có một pha chớp nhoáng để có được trái bóng thuận lợi vừa qua. Như vậy Đức Chris cũng đã mang về bàn thắng thứ 3 cho đội bóng Monaco. Trần Linh. Trung vệ Quang tới. Và là pha bóng của đội trưởng Bùi Minh. Nguyễn Cảnh. Cơ ơi. Pha bóng của các thủ về đội bóng Nam Ninh. Không vào. Cú ra chân của Vinh Hạnh vừa qua và bóng đã tìm đến cột dọc khung thành của Trinh Đức kia. Đó cũng là một tình huống đáng kể. Từ khoảng thời gian hiệp 2 này bên đội bóng Nam Ninh. Vẫn còn. Pha bóng của Hải Tuấn. Ôi. Bóng đã đi qua tất cả và đương nhiên thì cá nhân Hải Tuấn đã có một pha dứt điểm tuyệt vời. Quá khó cho khung thành Kiên Sẹo và cầu thủ Đức Mạnh vừa qua từ hàng phòng ngự của đội bóng FC Nam Ninh. Bàn thắng thứ tư được thiết lập từ phía đội bóng Monaco. Hoàng Trà cũng đang khởi động ở khu vực kỹ thuật. Đức Chris. Đỡ bóng của Như Tân. Hải Thuận. Bóng cho Dũng Nem. Vẫn là Dũng Nem. Hải Thuận. Và bóng từ phía các thủ về đội bóng Monaco Kadogui. Như Tân. Dứt điểm. Tuyệt vời, đó là pha bóng xử lý. Có lẽ là không có điểm trừ của Như Tân. Chúng ta thấy một pha xử lý chân trái quá hay của Như Tân để đưa về góc xa khung thành của Kiên Sẹo. Và như vậy Monaco có sự thay đổi người, Hải Thuận rời sân và nhường chỗ cho cầu thủ Hoàng Trà. Đúng là các thủ về đội bóng Monaco. Đứng trước bóng này đó là Bùi Minh. Rất đẹp và tuyệt vời. Bàn thắng của đội trưởng Bùi Minh. Chúng ta xem lại hình ảnh quay chậm lại. Một cú đá phạt đẳng cấp của đội trưởng FC Nam Ninh. Như vậy bàn thắng của đội bóng Nam Ninh cũng đã chạm tới mảnh lưới khung thành của Trinh Đức Gia. Một pha bóng quá tốt của Bùi Minh. Về đấu pháp cũng như chiến thuật trên sân trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng đang trong chân Bùi Minh, bóng trở ra. Đức Mạnh. Dứt điểm tuyệt vời. Bàn thắng của Trần Linh. Như vậy Trần Linh cũng đã đổ bàn thắng mang về cho đội bóng FC Nam Ninh với tỷ số rút ngắn trên sân còn 2-5. Như vậy các thủ về đội bóng Nam Ninh cũng có sự thay đổi người trên sân. Nguyễn Cảnh rời sân và nhường chỗ cho cầu thủ số 22 Xuân Trường. Chúng ta thấy được một pha chớp nhoáng tuyệt vời. Như vậy hiệp thi đấu thứ hai sẽ có 3 phút bù giờ. Hiện tại thì tỷ số vẫn đang nghiêng về đội bóng Monaco với con số là 5-2. Ngọc Thắng. Vẫn còn Tuấn Anh. Không vào. Pha bóng lên từ phía đội bóng FC Nam Ninh. Bóng ở bên kia trái. Tuy nhiên thì đường bóng không thể qua được vị trí cầu thủ Ngọc Thắng. Quả đá biên cho đội bóng Nam Ninh. Trần Linh.
Vẫn còn. Và bàn giờ kịp thời của Kiên Sẹo. Bóng lên từ phía đội bóng FC Nam Định. Cánh trái. Bùi Minh không vào. Và như vậy trận đấu đã khép lại trên sân. Trận đấu giữa Monaco và đội bóng FC Nam Định đã khép lại với tỷ số chung cuộc nghiêng về đội bóng Monaco với tỷ số là 5-2.